Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Biểu hiện của đức hạnh. Tu đạo nghĩa là tu đạo đức chân chính, không chướng ngại ai, cũng không sợ ai chướng ngại mình. Lúc bắt đầu tu, người học Phật Pháp phải gieo hạt giống xuống đất. Sau khi hạt giống được gieo, nó có thể nảy mầm lớn lên chăng? Xem nhân duyên có đủ hay không, hạt giống thuận lợi nảy nở khi tất cả trợ duyên đều đầy đủ. Nếu chẳng đầy đủ thì hạt giống có thể bị tiêu hủy. Nếu xét khi mình phát Bồ Đề tâm, trồng chủng tử Bồ Đề xuống rồi, hãy xem chủng tử đó trồng được xuống sâu hay không, có kiên cố lắm không? Nếu mình trồng đủ sâu, đủ kiên cố chắc thật, thì tương lai chủng tử sẽ sinh căn phát nhãn. Muốn được kết quả Bồ Đề thì cần phải một thời gian tương đương, coi thử mình sẽ dụng công như thế nào. Nếu mình dụng công tinh tấn, khai ngộ chứng quả, thành tựu giác đạo, thì có thể coi như đã gặt hái được thành công. Từ lúc trùng tử sinh căn phát nhạ đến lúc ra hoa kết trái, quá trình đó trải qua một thời gian dài, cần ta luôn bồi dưỡng, tưới nước, bón phân. Phân bón là gì? Tức là đạo đức. Người tu hành ở bất cứ mọi nơi phải nương nơi đạo đức, lấy đạo đức làm căn bản của giới điều. Đạo Nho nói rằng, đức giả bổn giả, tài giả mạt giả, nghĩa là đức là gốc mà tiền tài vật chất là ngọn, đức hạnh là gốc của con người, còn tiền tài vật chất là những thứ ngọn ngành. Người tu đạo lúc nào cũng phải biết tiết phước, đừng nên phí phạm tiền bạc vật chất, như vậy trải qua ngày tháng lâu dài thì có thể bồi dưỡng đức hạnh của mình. Hoa quả sinh ra rất là mau thành, nếu như mình không ra sức bồi dưỡng tưới nước, bón phân thì hoa quả đó sẽ rất dễ bị khô héo rồi chết đi. Cho nên đối với người tu, điều quan trọng nhất là phải chú trọng đến đức hạnh. Đức hạnh là ở nơi rất nhỏ nhặt mà tập thành, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi. Nghĩa là đừng coi những chuyện thiện nhỏ mà không làm, rồi chỉ chờ làm những chuyện thiện lớn. Chuyện thiện lớn chẳng có nhiều đâu, núi to là do từng hạt bụi nhỏ kết tập thành, bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều thì sẽ thành một khối núi lớn. Đức hạnh tuy là nhỏ, nhưng nếu mình tích tập nhiều thì cũng có thể thành một khối đức hạnh lớn vậy. Không đi ngược lại đạo đức tức là đức hạnh, không chướng ngại kẻ khác tức là đạo đức. Bất luận làm chuyện gì nên xem bổn phận mình là giúp đỡ người khác trên phương diện lợi ích, thời gian, văn hóa hay trí huệ, hoặc tất cả mọi sự, nếu mình trở ngại người khác, không làm lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược lại với đạo đức. Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh, mình chớ đi ngược lại đạo đức căn bản. Nếu muốn tu đạo, trước tiên cần phải bồi dưỡng đạo đức, không có đức hạnh thì không thể tu đạo được. Có người muốn tu đạo thì ma chướng tới tìm, bởi vì người này chẳng có đức hạnh. Cho nên nói rằng, đức giả bổn giả, tài giả mạt giả, nghĩa là đạo đức là gốc, tiền tài là ngọn. Đạo đức giống như mặt trời, mặt trăng, giống như trời đất và cũng giống như tính mạng con người vậy. Không có đạo đức thì mình không có tính mạng, không có mặt trời, mặt trăng và cũng chẳng có thiên địa. Thế nào là đạo đức? Tức là lấy việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, lấy không chướng ngại người khác làm tông chỉ, trong tâm lại sung mãn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thứ nhất, nhân là tâm nhân ái, không muốn sát hại mạng kẻ khác. Thứ hai, nghĩa, lòng nhận thức biết làm chuyện gì phải và làm hết sức đúng đắn, đúng với trung đạo, không có thái quá, cũng không có thiếu sót, không nghiêng về bên phải và cũng chẳng lệch qua phía bên trái, luôn luôn trung đạo. Hiểu biết nghĩa lý thì không ăn cắp, người có nghĩa khí thì không bao giờ ăn cắp đồ vật kẻ khác. Thứ ba, lễ là lễ thứ lễ mạo, lễ tiết. Nếu mình có lễ tiết thì không làm những chuyện gian dâm, ăn cắp và tà dâm đều là thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với luân thường. Thứ tư, trí. Người có trí huệ thì không bao giờ uống rượu hay hút thuốc, xì ke, ma túy, những thứ độc dược. Người ngu si thì mới làm những thứ điên đảo này. Thứ năm, tín. Người có thành tín thì không bao giờ nói dối cả. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đó gọi là ngũ thường. Thế mình có đầy đủ ngũ thường này, tức là có đạo, có đức. Cho nên đạo đức là do từ nơi tâm sinh ra. Nhưng khi phát ra thì nó có nhiều hình thái, có xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, đó là biểu hiện của đức hạnh, là ánh sáng của đức hạnh. Cho nên ông Hàn Dũ trong bài Nguyên Đạo có một đoạn văn nói rằng, bác ái chi vị nhân, nhân nghi, nghi chi, chi vị nghĩa, do thị nhi chi, yên chi vị đạo.
túc hồ kỳ vô ỷ ư ngoại chi vị đức. Nghĩa là lòng bác ái, tức là lòng nhân đúng cách thì gọi là nghĩa, nhờ đó mà nghĩ tiến tới gọi là đạo, đầy đủ nơi mình không dựa bên ngoài nên gọi là đức. Ông Mạnh Tử cũng nói rằng, nhân nghĩa lễ trí căn ư tâm, kỳ sinh sắc giã, túy nhiên yến cư diệt, áng ư bối, thí ư tứ thể bất ngôn nhi dụ. Nghĩa là, nhân nghĩa lễ trí sinh gốc rễ trong tâm mình, màu sắc của nó chiếu soi nơi vẻ mặt, sáng soi nơi lưng, vận dụng nơi tay chân. Tứ thể không cần nói nhưng biểu hiện đã rõ. Người có đức thì không những biểu hiện nơi khuôn mặt của mình, mà ngay trên lưng của mình cũng lưu lộ ánh sáng đức độ. Thậm chí cho đến tay chân cũng có thể biểu hiện ra đạo đức đó. Đức tướng này không cần nói mà tự nó phát hiện ra, khiến ai ai cũng thấy một cách rõ ràng. Sự biểu hiện của đức hạnh chân chính đó là do công phu dụng công. Đức hạnh này mình không thể giả dạng được, nếu như hư dối thì chỉ tạm thời thôi, không thể vĩnh viễn lừa dối người khác được. Tu đạo nghĩa là tu chân chính đạo đức, không chướng ngại kẻ khác, cũng không sợ người khác chướng ngại mình. Ai chướng ngại mình thì mình đều tiếp nhận cả. Nghịch lai thuận thọ, nghĩa là chuyện đến nghịch ý mình, xong cứ tùy thuận thọ nhận. Ai đối với mình không có từ bi, không nên nói lý với họ, vì họ đều là thiện trí thức của mình. Nếu mình có thể nghịch lai thuận thọ, thì mới thấy được công phu nhẫn nhục của mình. Đừng để lời nói của kẻ khác động tâm mình. Có những người làm như bất động vì không biết hổ thẹn, đó là không đúng. Mình phải tu bất động, tức là phải nhẫn nhục những điều mà người ta không nhẫn nhục nổi. Vậy mới gọi là chân chính công phu. Còn ngược lại, mình phải từ đầu mà luyện tập. Trong lão giáo nói, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nghĩa là biểu hiện của đạo đức viên mãn rồi. Những tín đồ trong Phật giáo nghe qua danh từ này thì cho là ngoại đạo. Kỳ thật, thế nào gọi là ngoại đạo? Thế nào là nội đạo? Tên này chẳng có gì là ngoại hay nội đạo cả. Đó chỉ dùng để hình dung kết quả thành tựu của sự tu hành. Tam hoa có nghĩa là tinh khí thần, ba thứ này đã biến hóa, trở thành một thứ quang hoa. Ngũ khí tức là nhân nghĩa lễ trí tín, năm khí này đã hoàn toàn viên mãn nên gọi là ngũ khí triều nguyên. Trong Phật giáo, khi đạo đức đã viên mãn rồi thì sẽ đạt được đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, hành sở tác trí, tức là tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, không thiếu một thứ nào. Tam thân tức là pháp thân, báo thân, hóa thân. Tứ trí nghĩa là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Ngũ nhãn tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn, Nhục nhãn. Lục thông tức là Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Thần túc thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông. Thiếu một thứ tức là không đạt tới được cảnh giới viên mãn. Cho nên Phật giáo vạn đức trang nghiêm có thể bao quát tất cả mọi tôn giáo, mà mọi tôn giáo chỉ là một bộ phận của Phật giáo. Vì vậy tôi thường nói, Phật giáo cũng như đại học, lão giáo và những tôn giáo cao siêu khác thì coi như trung học, các tôn giáo thế gian như nho giáo chỉ ở trình độ tiểu học mà thôi. Tại tiểu học, trung học hay đại học, mọi người đều là học sinh. Trong thế giới các tôn giáo, tín đồ là những nhân sĩ của tôn giáo. Vì thế mình không thể phân môn biệt loại, phân chia ngăn cách, cho tôn giáo mình là tốt, tôn giáo khác là xấu. Nhập giả nô chi, xuất giả ô chi, nghĩa là theo thì thuộc về phe mình, không theo mình thì bị chê bai, thái độ quan niệm đó là sai lầm. Tất cả mọi tôn giáo đều là một bộ phận của Phật giáo, quan niệm này mới đúng, bởi vì Đức Phật nói, tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, đều có thể thành Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vậy thì ngoại đạo cũng là chúng sinh, cũng có cơ hội thành Phật, thì làm sao mình lại bỏ ngoại đạo ra ngoài Phật giáo được? Phạm vi của Phật giáo thì bao trùm tận hư không, biến pháp giới, không có biên tế, không có rào cản ngăn cách chia rẽ, không có mình và người. Cho nên, người học Phật phải có tâm lượng quảng đại, đừng quá nhỏ hẹp. Ở trong đạo lão, người có đức hạnh thì có một sự biểu hiện mà người khác nhìn vào có thể biết, như là tóc trắng như hạt, mặt mày, nhan sắc hết sức hồng hào, tươi tốt, trẻ trung. Đó là vì sao? Là bởi vì đạo đức của họ cảm chiêu biến hóa mà thành. Tuy là đầu bạc nhưng tóc không bị khô cằn, lại có khí rất là quang nhuận. Một sợi tóc của họ có thể phóng quang, người có công phu, có khai ngũ nhãn rồi thì nhìn sẽ biết ngay. Phật giáo thì còn cao hơn một tầng nữa, bởi vì không những tóc phóng quang mà toàn thân mỗi chân lông đều phóng quang.
Mỗi một lỗ chân lông của họ đều khác với những người phàm phu. Người có công phu tu hành trong Phật giáo thì có thể làm tóc trắng biến thành đen, răng rụng rồi mọc trở lại. Người trong đạo lão cũng có những kẻ làm răng rụng mọc lại, song họ không thể làm toàn thân, mỗi lỗ chân lông phóng quang được. Đó là chỗ khác biệt với Phật giáo vậy. Quý vị muốn coi người này có phải là thiện tri thức hay không? Không cần phải có ngũ nhãn, chỉ cần mình có tu luyện thì sẽ nhìn và biết được người đó phải là thiện tri thức không. Người đó có đức hạnh không? Người không có đức hạnh thì mặt mũi ghê tởm, xấu xí, làm ai cũng sợ hãi, lánh xa. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 17 tháng 12 năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Ha ha ha,